Rồi bây giờ tới cái thùng lắp cái đồ để mà chứa đồ ở sau xe thì mình sẽ mở cho mọi người xem nhá. Cái này á, cái hôm mà tụi mình đi camping vừa rồi á, trong cái chuyến đi mà 4 ngày 3 đêm á, là trước hôm đó một hôm, ngay đủ cái hôm mình đi luôn, là cái này là ship về. Mà hôm đó tụi mình phải đi sớm để kiếm chỗ, tại vì là long weekend, cho nên là đi lên tới nơi thì cái này là ship về tới nhà, tức không? Nhưng mà, chứ không là hôm đó là có để mà quay review cho mọi người ngay tại trần luôn. Mà thôi kệ. Ok, thả xuống. Rồi cái này á là một nửa nhá, để mình lấy phần còn lại. Đây là mấy cái vít, vít bướm. Đây, cho mọi người xem á, là lúc mà gắn lên á là nó sẽ như thế này này đó. Xong cái mình sẽ chất đồ ở đây, giống như để mấy cái thùng nước, cái toilet, hoặc là mấy cái đồ mà mấy thùng đi câu cá, hoặc là mấy thùng đồ nghề của mình nhá, để lên thế này. Xong dùng dây strap á, strap lại là quá chắc luôn. Rồi mấy cái này là làm heavy duty kìa, chắc chắn thật chứ. Thực ra cái này á mà mình có máy han á là mình làm được, nó quá dễ luôn, làm á chắc chắn sẽ chắc hơn cái này nữa. Nhưng mà vấn đề là ở nhà của mình á là mình chưa có cái garage, chưa có chỗ để mà set up để mà làm được những cái này, chứ mà mình muốn đem tới chỗ làm thì nó hơi phiền phức một tí, chứ còn cái này set up làm là quá dễ luôn và đảm bảo sẽ chắc hơn cái này. Nhưng mà mình nghĩ lại là cái này là mình mua là 120 đồng, 130 đồng gì đó. Với cái giá tiền đó thì nó rất là tiện lợi, khỏi phải làm. Đó, tại vì nếu mà làm á, mình cũng phải mua vật liệu này nó, rồi phải nhờ vàn nữa, rất là phiền ha. Đấy, thì như vậy á, thì mình mua cái này mình xài tạm. Rồi sau này á, ví dụ mà tới lúc mà mình có cái gara rồi á, nếu cái này nó có bị hư hỏng ở chỗ nào á, cần phải han lái á, thì mình sẽ từ sửa chữa, từ upgrade cái này lên thì nó sẽ khỏe hơn là mình làm từ đầu đến cuối đó. Để bây giờ mình tháo cái thùng này ra, xong cái mình lắp mọi thứ lại, xong rồi cho mọi người xem nhá. Đây thì người ta cho á, là hai cái phần hai bên này nối lại với một cái thanh sắt ở giữa đó, thì có bốn cái vít ở đây đó. Bây giờ mình bỏ mấy cái vít vào. Mấy cái vít này thì mọi người vặn kiểu cho bốn cái vít vào nó sát với nhau, hơi sát sát đấy nha, chứ đừng có xiết hết thế. Xong lúc nào mà bốn vít nó vào hết rồi thì lúc đó mới bắt đầu xiết chặt lại. Rồi bây giờ gắn cái bảng này vào cái mặt trước này để nó nối hai cái tấm lại với nhau.
Đây mình mới lắp xong cái cả chế độ ở sau xe rồi này mọi người. Lắp thì cũng khá dễ, không có gì khó hết. Bây giờ mình sẽ lật xuống cho mọi người xem nhá. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng khá năng đấy. Đó. Thì ạ. Đây, rồi. Thì cái que ở dưới này này, cái cuối cùng đó, que dài dài đó thì mình sẽ gắn vào cái thâu ba. Xong rồi gắn cái pin này vào. Đây, gắn cái chốt này vào. Xong rồi lock lại là nó sẽ rất là an toàn. Rồi, còn cái này á là mình sẽ để cái gì ở đây. Thì ngày mai á trời sáng lên mình sẽ quay cho mọi người xem là mình thường thường mình sẽ để mấy cái can nước, mấy cái cherry can ở đây này, là để cái khoảng 3 tới 4 can. Xong rồi á, còn lại á là mình sẽ để mấy cái toolbox mà bình thường mình hay đem mấy cái hệ thống điện của mình nhé. Mấy cái pin với đèn với đồ này nó là mình sẽ để vào đây. Đó. Mọi người thấy gọn chưa? Là sẽ bớt được rất là nhiều chỗ ở trên xe của mình luôn. Đó. Mình sẽ để ở đây. Rồi trên này có một cái tackle box của mình cùng của cái hiệu DeWalt này luôn. Là mình sẽ cho nó attach vào ở trên này rất là chắc chắn luôn. Đấy. Đó. Nó gắn vào đây luôn. Xong mình sẽ dùng cái sợi strap á kéo qua đây một vòng, xong cái ratchet là nó chắc, quá chắc luôn. Đó, còn dư chỗ bao la hả? Ngàn chắc không vừa, to lắm, để như vậy. Từ trước này có muốn để gì thêm thì để, nhưng mà cái này là bao la, một này, hai, cho ba cặn nước ở đây là vẫn còn dư cái khoảng bên này, muốn để gì để nữa, quá quá hợp lý luôn. Nói chung là 130 đồng mà giải quyết được cái vấn đề để chỗ để đồ ở trên xe, cho với những cái xe nhỏ như xe mình là quá hợp lý. Giống như các bạn mà đi tour, đi du lịch á, để áo quần hoặc là những túi đồ mà sau này cũng được, mà phải có cái túi chống ướt nhá, túi waterproof á, để sau này, xong cái strap lại rất là chắc chắn luôn. Đó, chỉ có một cái á là mình sẽ review đợt tới mà mình mà đi cắm trại á, là xe mình đã thấp rồi mà mình để cái này là nặng á, thì ở phía sau á sơ là nó sẽ chạm ở phía dưới đáy này, khi mà mình đi qua mấy cái chỗ mà vùng bùn thì bắt buộc mình vẫn phải xài thôi, tại vì trên xe của mình chật quá, mỗi lần là lấy đồ rất cực, mà xếp đồ cũng mệt nữa, tại vì xếp đồ là phải tự mình xếp, mình biết cách thì mình mới dồn hết đồ được, chứ còn không là rất là khó xếp. Mà lúc mà unload á, lúc mà cái hôm cuối của đi cắm trại mà dẹp đồ á, là xếp cũng phải theo thứ tự lại thì nó rất là mất thời gian. Thay vì á là có cái đồ gì xong rồi thầy lên xe, nếu mà xe dư chỗ thì rất là nhanh. Còn đây là mình phải, vợ mình là phải pack tất cả mọi thứ xong xuôi này nọ, xong rồi bắt đầu lúc đó mình organize là cái gì cho lên xe trước, cái gì cho lên xe sau, thì khá mất thời gian lúc cái hôm ngày cuối đi về. Đó, thì cái này là cái giải pháp rất tốt với tụi mình. Còn cái chuyện mà mắc kẹt hay không thì phải đi thêm vài chuyện cắm trại mùa mưa nữa, đường bùn thì mới biết là nó mắc kẹt hay không. Còn mùa hè thì cũng sợ rồi, mùa hè thì vô tư. Đó, thì cái này đó, kể cả mùa đóng xài được, sợ mắc kẹt thì mùa hè vẫn tốt cho tụi mình. Kể cả tụi mình đi mấy cái trip dài như đi Adelaide, đi Bát Ghé, để đồ cũng thoải mái nữa. Ok, rồi, có gì ngày mai á, mình quay lúc mình móc lên trên xe, xong rồi để sơ sơ một số đồ cho mọi người xem. Còn tối nay thì mình tạm thời kết thúc cái video này. Thì tối hôm qua là mình đã gắn cái này xong. Rồi bây giờ mình mới đi làm về thì mình sẽ thử gắn cái này lên trên xe, xem là như thế nào cho mọi người xem nhá. Để tiền đây thì ngày mai tụi mình đi cắm trại luôn, là mình sẽ để trên xe luôn, là tối nay mình sẽ lột đồ lên trên này hết. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra này. Cái này là cái mà để mình lắp cả cái trailer vào để kéo đồ á. Đó. Thì nó có cái pin ở đây. Thì mình sẽ tháo ra. Đó. Xong á là chỉ cần đem cả cái tray này đút vào đây là xong. Rồi. Cái này chắc làm hai người dễ hơn. Mới cho nên là nó đang còn hơi cứng. Mình mới đẩy nó vào sát vào trong lên này. Mà lâu ngày cái xe của mình lâu ngày
không thảo vô thảo ra, cho nên là bị rỉ ở trong này, cho nên là đẩy vào là cứng lắm. Với cả cái này chắc là do nó mới nên nó có cái lớp powder coat á, cho nên là mình phải lấy cái chai xịt á, mình xịt để đẩy vào cho nó dễ hơn. Thì bây giờ hai cái lỗ là nó đã thông nhau rồi đó. Đây. Đó, cho cái đó vào, cho cái pin vào, xong rồi cho cái pin này vào cái lỗ này. Đó, là sẽ kêu lại là ok. Đó, vậy là chắc chắn rồi đó, nó không rớt ra được đâu. Rồi bây giờ quay lại cho mọi người xem toàn cảnh của cái này này. Thì khi mà chưa để đô á, thì mình thấy là cái này nó hơi vánh lên chút xíu này, đó. Nhưng mà chắc là chút nữa mà để đô nắng lên á, là nó sẽ hạ xuống. Đây, cái này nó kêu là nó chịu lực được 220 kg, chịu lực được 220 kg. Bây giờ mình thử ngồi lên xem nha. Ngon lây. Ok. Là cái này là để đồ trên xe là giải quyết được nhiều vấn đề, mình khỏi phải chất đồ dài mệt đấy. Bây giờ thử một cái là mở cửa ra có được không này. Nếu mà mở cửa ra được á, là cũng hơi có vấn đề nha. Tại vì nếu mà mở cửa ra được thì phải lốt đồ trong xe trước cái mới gắn cái này. Wow, very close luôn. Mọi người coi này. Đó, nó cách cơ khoảng 40mm. Có cái gap ở đây cơ khoảng 40mm. Đó, nếu mà mình ngồi lên á thì cái gap cơ khoảng 20mm, 30mm thôi. Cơ 30mm á. Đó, mà nếu có đô nắng lên á thì 40mm. Nhưng mà nếu đô nắng mà chất cao lên đây thì không mở cửa được. Nghĩa là chắc chắn là phải xếp đô trên xe trước. Rồi cái gì mà kiểu tới chỗ cắm trái á, mà mình thảo ra, mình dở ra liền á, thì lốt ở sau này sao. Thì trước mắt là mình đang tính là chỗ này mình sẽ để mấy cái chai nước này, mấy cái thùng nước của mình á, cỡ khoảng 2 can. Đợt này mình đi thứ 6, thứ 7 chủ nhật, chắc tụi mình mang 2 can nước thôi, là 44 lít rồi ha. 44 lít. Rồi sau này mình sẽ để cái thùng đồ nghề của mình này, mấy cái đồ về đồ điền và đồ á, là có thùng đồ nghề chồng nước, rồi trên đó cái tackle box, là sau đó là strap lại thôi. Rồi còn lại mấy thứ khác thì sẽ cho vào trong cái cốp này sau. Đây. Yeah. Đây, cái này hôm qua mình mới lắp này. Hôm qua mình mới lắp trên xe, nhưng mà chạy xe tới chỗ làm á thì mọi người kêu là cái này nó nguy hiểm, tại mình để đồ nặng. Cho nên là bây giờ mấy người bạn của mình sẽ giúp mình modify mấy cái này lại. Có gì mình sẽ quay sau khi hoàn thành cho mọi người xem nhá. Xem là sau khi chế độ xong là mình như thế này này. Top job. Yeah, beautiful. Thank you very much. Đây, cho mọi người coi thành phẩm cuối cùng này. Đỉnh cao chưa? Nhìn quá chắc chắn luôn. Rồi, thì mình sẽ kết thúc cái video mà review cái đèn đi cắm trại với là cái tray để mà chở đồ ở sau xe tại đây. Thì mọi người xem, nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và comment ủng hộ cho mình nha. Còn ai mà muốn biết là mua cái này hay là cái đèn cắm trại mà mình review ở đâu thì nhớ click vào cái phần mà thông tin ở dưới video của mình, là mình sẽ có để cái link mà mình mua đồ ở dưới đấy. Thì mọi người sẽ kiếm được cái thông tin ở dưới phần video á. Đó. Hả? Phần mô tả.
mọi người sẽ kiếm được cái thông tin ở dưới cái phần mô tả của cái video này. Đó, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nhá. Rồi thì hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo, những cái chuyến đi chơi, những cái chuyến dã ngoại của tụi mình. Và mong rằng trong thời gian tới á, thì mình sẽ cho ra được nhiều video review về những cái đồ cắm trại, những cái sản phẩm liên quan tới cắm trại cho mọi người, để mọi người dễ dàng tìm hiểu và dễ dàng nắm bắt được hơn, để set up cho những cái chuyến đi cắm trại của mọi người dễ dàng hơn. Đó, thì mình đang tính á, là tương lai mình sẽ làm ra một cái list là nó có những cái level, ví dụ như là basic rồi advantage cho những cái bạn mà muốn sắm đồ đi cắm trại, thì mình sẽ làm ra một cái list đó và những cái link cần thiết để cho các bạn mua đồ. Thì nếu mà mọi người muốn mình làm một cái list đấy, một cái video về những cái sản phẩm đấy, thì mọi người hãy nhớ like, share và ủng hộ cho tụi mình hết sức nha.